Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, một cái súp mà khá là chất lượng và cực kỳ là uy lực, khỏe như rồng ạ. Vâng, đó là một cái súp B3 mã là 2021 về với anh Vũ Thiện Quảng, anh ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, anh đã canh được cho mình cái giờ vàng của bên công ty chúng em và anh đã sở hữu cho mình một cái súp B3 2021 giá rất là hợp lý. Vâng, bên em chuyên khách hàng có những khung giờ vàng và anh đã gọi được đúng là khung giờ vàng thì anh đã sở hữu cho mình rồi đấy ạ. Vâng, anh Quảng nhá, đây là súp B3 mã là 2021 330 mặt trước ạ. Vâng, rất uy lực. Và bên em đang test trước khi gửi cho anh. Và đây là cái căng lụa phía trước đấy ạ, nó sẽ như thế này đấy ạ. Đây, căng lụa ở phía trong một cái bát rất là mạnh mẽ, đang đánh đây anh Quảng nhá. Vâng, bát nó rung đấy ạ. Và đặc biệt cái dòng này chơi được cả hơi và cả điện là cái nổi trội so với các cái dòng trầm hiện nay trên thị trường. Vâng, phía trên đây là có kính cường lực rất là đẹp. Và bên em test rất cẩn thận anh như đây này, đánh này, hơi đánh rất là mạnh. Đó, thì bên em đang kết nối với tín hiệu đường súp điện. Vâng, đây ạ, súp B3 mã là 2021 ạ. Và bên em có dàn tem bảo hành cho anh 1 năm nữa, 1 trong tháng đầu anh nhé. Vâng, riêng cầu bên đỏ đen phía bên tay trái em đang chỉ đây ạ, đây là cái chế độ dành cho súp hơi, còn rất là hay. 2 trong 1 mà hiện nay trên thị trường hầu như không có dòng nào có tích hợp 2 trong 1. Còn bên này là súp điện, 2 level input là súp điện và chúng ta có thể chơi bằng tín hiệu jack AV. Vâng, và cũng có thể kết nối được với âm ly hoặc là với vang, đây rất là vô tư và lưng tiếng. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm cái súp B3 mã 2021 của anh Quảng ở Hồ Chí Minh đi ạ. Vâng, đây là nhà có súp trực tiếp với anh nhé. Rất mạnh. Vâng, bây giờ em tắt súp đi ạ. Vâng, đây là nhạc không súp anh nhá, đây là không đánh nữa. Và nhạc rất là mỏng nhá, anh so sánh trực tiếp luôn ạ. Vâng, bây giờ em bật súp lên. Vâng, súp rất là mạnh. Vâng, đánh rất là hay. Đây, bắt đầu là súp lại chơi rồi ạ. Vâng, thì bây giờ chúng ta đi trải nghiệm đi ạ. Đó là cái sự nổi trội của cái súp B3 mã là 2021 đi ạ. Vâng, bên em đang đóng hàng, tiếng vang dính hơi kêu một tí ạ. Vâng, bây giờ chúng ta đi trải nghiệm một chút xíu cái súp B3 2021 của anh Quảng ở Hồ Chí Minh. Và anh Quảng, như hiện nay cái súp B3 mã 2021 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây xin phép được bỏ ra cho những người đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sau cùng em chúc anh Vũ Thiện Quảng sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, bạn nào muốn sở hữu cho mình một súp B3 mã là 2021 của anh Quảng, các bạn hãy gọi điện cho shop bên em nhé. Vâng, bên em sẽ có những khung giờ vàng rất là có giá sale ưu đãi rất là tốt.